Alo. Rồi, hello anh em. Và chúng ta lại tiếp tục Trung Ngọc Kiên nào. Hôm qua là đang dừng ở đoạn là ông Trung tuyên chiến quá là hỗn láo, mà chúng ta tập hợp 1000 quân đi hỏi tội Mông Trùng. Thực lực của chúng ta khi được nghỉ ngơi bây giờ nó rất là khác rồi. Thế rồi, quên tắt cái này. Tôi cần ít lương thực. 1000 đi. Get go. Chúng ta sẽ tiến đánh Akalat. Lệ. Hỏi tội Mông Trùng. Mông Cổ đâu? Vào đây. Sẵn sàng chiến đấu. Chào Hoàng Trọng. Để rồi. Chào Hoàng Nguyễn. Một 1004, 1001. Địa hình thì... đội quân lai tạp giữa các nền văn hóa châu Á. quá nhiều ngựa. Lượng ngựa rất nhiều. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Mà lắm ngựa thật đấy. Mẹ con ngựa kia nó hút tên mình quá. Cần quá nhỉ. Trả lên đi. Đá bộ của mình bắt được ngựa nó kìa. Bắt được ngựa nó kìa. Quân tiếp viện của mình xuất hiện ở ngay sau lưng quân nó để bắt được ngựa của nó. Đó lắm. Chúng ta bẫy được đạo kỵ của nó đúng vào cái chỗ mà quân chúng ta xuất hiện. Nên là chúng ta bắt được sạch đạo kỵ của nó. Bây giờ chỉ còn đàn tan quân thôi, đi đủ rồi. Còn chúng ta bắt hết ngựa ở đây. Nó còn rất nhiều kỵ binh chiếm ngọn đồi này rồi bắn. Đây là lính đợt đầu của Mông Cổ nên làm rất còn tinh nhuệ. Không chết có 269. Bây giờ 500 lính chưa thì mà lắm đấy. Chưa kể là nếu mà mình có thu được chóp nữa thì có khi chết khoảng tầm hơn 100. Còn mẹ đó, bọn Mông Cổ này đánh tổn thất. Đấy, không cẩn thận là mẹ không khéo là cũng bị nó đặt ăn đấy. Cái đám kỵ của bọn Mông Cổ rất là nguy hiểm, bởi vì chúng ta sát thương chủ yếu là cung, mà kỵ của nó thì sơi cung của mình rất là dễ. Chạy được khá nhiều đấy. Mày còn dám đứng lại à? Phun độ khó lúc nào chẳng phun độ khó, nó là chưa dễ đâu. Lúc nào chẳng realistic. Biết xếp phát đấy, realistic đây, tức là chả realistic. Đó. Chúng ta sẽ còn khoảng là hơn 800 lính, gần 900 lính, chưa kể là đôn tù nhân đôn lên nữa. Nên là gần như vẫn còn gần như là nguyên quân. Fuck, nữ hoàng không biết sợ là gì à? Sao nữ hoàng đông quân thế nhỉ? Cái cú thật. Chiếm được ở đây rồi, chúng ta nhanh chóng hòa bình thôi. Hy vọng là chúng ta kịp đánh. Mẹ bọn đánh thuê ao. Cái này chắc phải đục thành. Chỉ có ít anh mua đồ, tiền có dùng làm gì đâu, tiêu mua sắm thời trang đồ đạc. Tắt hết về cái này đi. Rồi, đục thành xong vào thôi. Giết! Em bên xìa kia không biết, nhưng mới tương đối nổi. Đó, vẫn tạo chư hầu mà tạo chư hầu thì cần nhiều điểm ảnh hưởng quá. Mà điểm ảnh hưởng hiện tại tôi đang tiêu rất nhiều. Điểm ảnh hưởng dùng hiện tại đang dùng giờ rất nhiều việc. Nên thỉnh thoảng nhón một phát sẽ tuyển được một thằng thôi. Còn sau trận này bắt buộc phải dùng thêm 100 điểm ảnh hưởng mới được hòa. Shit. Bắn trúng vú. Đây à? Lực đang yếu thì cố gắng duy trì đánh với một kẻ địch thôi. thuê thì nó chỉ là giải pháp tự thuê thôi. Được chop này. Lấy samurai chúng ta cần. Đột. Vẫn phải cống nạp thêm à? Thành này thì cho ai đây ta? Tubi ở trên rồi, Kyo là thành sang dinh rồi. Còn một ít điểm nữa là chúng ta tạo được chư hầu này. Chúng ta hiện tại đang có bao nhiêu combination đây? 8/9. Trên 9 thì ở trong này chúng ta có một thần tướng nào bên Mông Cổ đi, thì một tướng này là bên Mông Cổ có tài lãnh đạo thì để quản lý cái thành này. Cũng không có nhiều cứ phải tuyển tạm. 53 tuổi già đấy. 45 tuổi, 40 tuổi, 40 tuổi. Đây đi. Tuyển thằng này. Chúng ta đợi một lúc để trao thằng này thành Akalat. Mốt hứa xin và mốt Tessori trên Nexus. Quân hồi cũng như là để ấy luôn. Hòa với khu rác nhưng chúng ta phải pay 1.300 đéo. Không giả một đồng nào hết. Bây giờ cần thêm quân. Thằng tập trung vào đây. Chết tiệt thật. Ây da, chết tiệt thật. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với thằng combination này. Với những nỗ lực của Khanh. Đây là bà tước nào đây nhỉ? Tubi đúng không? Bà tước tiếp theo là ai ấy nhỉ? Akalat. Akalat. 20.000 vàng và 500 ảnh hưởng. Ok. Anchu Clan. Đúng không? Để tôi xem lại danh sách hội viên đã. Xem là có đúng không? Tử tước. Hội viên hiện tại chúng ta có Tubi và Anchu là đều là tử tước. Ok. trần giữ Alcala cho mình. Bây giờ cần về chỗ này có bao nhiêu quân? Chỗ này có 100 lính. Với ông đồ lấy thêm quân đã. Ồ, cần lát cho thằng này rồi mà. Ồ, tôi chết rồi. Đáng lẽ mình phải cầm thành đã chứ. Lại thiếu đúng điểm bây giờ. Cho thằng này mất thành không? Quên mất phải để chia thành đã xong rồi mình cho. Ồ, còn cái lát. Thế là ăn chung không có thành à? Thôi không sao, tí thành này kiểu gì cũng mất thôi. Kio kiểu gì cũng sẽ mất thôi. Chúng ta cho nó rơi vào tay của Mông Cổ rồi chiếm lại sau. Oh, crap. Ý chơi à? Cái nhỉ? Các đám tước không có thành rỗi rồi. Các nam tước thì chắc sẽ cho quản lý Castle. Nam tước thì chỉ thế thôi. Các tử tước sẽ được quản lý các Tower. Sang Phạm. Ok, chúng ta sẽ chưa chia thành vội. Ở đoạn này chúng ta sẽ chưa chia thành vội. Đợi có 40 điểm nữa rồi chúng ta mới chia thành. Debana là ở đâu nhỉ? Sao tôi không tìm thấy đâu nhỉ? An Giang. Tôi còn về đây lấy thêm quân nữa. Ok, sẽ đi đến đây là Crat nhỉ? Thiên ý quốc trưởng và đái. Thì những cái đi lên trên là bị lỗi. Thế về An Giang vậy. Né cái chỗ đây ra. Có một số chỗ nó sẽ là góc bung, góc lát. Nên là mình phải né nó ra thì mình sẽ không bị. Nhiều khả năng đi lên trên này nó sẽ lag, chúng ta sẽ đi thẳng về An Giang đi. Em làm cho phát. chưa ấy vội. Cái này trong vòng 48 giờ rồi. Hideyoshi tạo quân. Lực đang ít này. Đây rồi, đề mana này. Có đề mana là chúng ta sẽ tăng được giới hạn quân lên đấy. Lên 345 này. Hợp lý. Đây rồi. Fuck. Em làm phát. Màu Alcalat cho thằng này. Ok. Sao lần này chỉ có 10 nhỉ? Trước mắt thì các tử tước cứ phải có một cái tower đã. 700 quân là cũng tạm tạm. Rồi. Không tin tưởng. Alcalat bị công. Cái pháo đài kia nhỏ thôi. Và chúng ta quay lại. Tầm này thì không thể hòa bình được nữa đúng không? Bay 1000 support. Mất. Cứ bị hai thằng quay cay thật. Các tử tước thì hiện tại là đang yếu, mới có level 2, thành ra là chống đỡ với những cường địch như này thì không có sự hỗ trợ của quân triều đình thì rất là khó. Alcalat mất rồi, tôi sẽ quay lại chiếm lại. Chúng ta đánh xong cổ để nó quay sang chỗ kia. Không có cung sát này. Mông trùng. Công lại cái thành này. Rồi. khoảng 1.000 quân. Chúng ta sẽ phải đối đầu với một đội quân khoảng 1.000. Mà đánh thắng trận này là chúng ta không, bọn này vào trước. Bọn này vào trước. Đây đạo là một, đây là đạo quân cực kỳ tinh nhuệ của tôi. Không dễ gì có thể thất thủ được. Master. Okay. Đánh trăm trận. Chúng ta thế thủ đương nhiên rồi. Và chúng ta cần một địa hình thật đẹp. Cũng may là địa hình ở đây nó hay có địa hình thoai thoai. Chỗ như này rất là tuyệt vời để cho cung đứng. Khá gần nhau. Nếu anh dùng cầu đá, nói chung còn rất nhiều chiến thuật. Ví dụ muốn đánh nhanh chẳng hạn thì xây cầu đá để phá. Xây cầu đá cùng lúc xây ram với cả xây tháp. Cầu đá sẽ phá mấy cái máy bắn đá đi để cho chúng ta húc thành đỡ bị thiệt quân. Đục thường thì thường chỉ đến đục một cổng thôi. Thì phải xây lại, nó sẽ có tỷ lệ hồi. Nếu mà cái thành đấy nó có xây các công trình hồi thì nó sẽ hồi nhanh thôi. Tôi nghĩ chiếm lại được xong cái thành này là chúng ta sẽ hòa được. Tường tự sửa, nhưng mà tường sửa nhanh hay chậm nó cũng phụ thuộc vào công trình. Nếu mà xây công trình repair ua thì sẽ sửa nhanh. Nếu quân không đông thì tốt nhất đục một cổng thôi, để dồn quân chọc vào một cổng. Chứ còn nếu để chia ra hai cổng nó rất dễ bị chết nhiều lính hơn. Thì lính bộ anh vẫn để ném lao mà. Nó vẫn để có tắt ném lao của bộ binh đó. Nó vẫn để ném lao mà. Nhưng mà ném lao này không ăn thua. Ném lao phải kiểu như bộ binh kiểu như của Rome ấy. Là thằng nào cũng có, nó ném đồng loạt thì tỷ lệ sát thương nó mới cao. Hoặc là giống như kiểu ném lao của bọn bộ binh của Viking ấy. Đấy. Nhưng mà phải đông cơ thì ném nó mới ra gì, chứ còn nếu mà lẻ tè vài thằng ném thì nó chỉ còn là hên xui. Hình như tướng bên nó chết thì phải. Ở bên nó, chắc là bên nó thôi. Ăn được khá nhiều. Chúng ta còn khoảng 700 lính, gần như vẫn nguyên quân. Chấp luôn thằng Mông Trung kia vào. Nhưng mà phải chiếm xong cái thành này đã. Nó đã đồng ý hòa bình rồi đó. Thành này có 81 người. Chúng ta auto thôi. Auto là chiếm được. Chop. Có chop trong này. Tôi sẽ lấy hết xong rồi nhét vào trong. Cái này chắc phải bỏ mấy cái thằng cấp 4 đi. Bởi vì cũng không nhặt hết được bọn này vào đâu. Cái lũ này còn chưa nhặt hết vào. Nhưng mà chắc là không lấy bộ binh. Đạo của tôi đang tính chơi thuần kỵ. Kỵ của ba bọn. Nên là bỏ hết mấy thằng tù nhân cùng rồi đi. Đấy, lấy kỵ chị thôi. Tiến lên. Đối đầu luôn à? Chết thằng Mông Trung. Thế công. Thử F6 trận này xem mà quân mình liệu có áp đảo so với quân của Mông Trung không? Quân đội hỗn hợp giữa Trung Quốc, Nhật Bản. Để xem liệu nó sẽ thế nào. Giết hết quân Mông Cổ này. Chết 43. Đánh đúng kiểu càn quét. Nào, liệu đã chịu đầu hàng chưa? Bay à? Không, không trả lại một xu nào hết. Rút lại công thành. Xem chóp thì chắc chết ít. Ui, chết nhiều thế. Tôi sai lầm. Đó, đây mới lúc chúng ta hòa này. Rồi bây giờ là nữ hoàng. Cái thành trì này sẽ cho ấy An Chu đúng không nhỉ? An Chu. Cái caster này chắc cũng cho An Chu mình. Caster này mình lấy đi. Mình giữ cái caster này. Cho An Chu mấy cái caster bên này. Mất caster ở đây rồi. Thằng Mông Trung rất láo nhé. Lực thì yếu. Pyrocaster thì mình sẽ cầm. Mông Cổ yếu bởi vì mình điều quân khéo, mình đánh tốt chứ sao nữa. Thì nó đéo yếu đâu. Các ông xem thế thôi chứ mẹ công vào đánh mẹ nó khác bọt lắm đấy. Mông Cổ đéo yếu đâu. Lại có hai ao ở đây. Mình có khoảng 600 quân. Đi ra đây chiếm lại caster. Chiếm lại cho Husfu. Thằng Mông Cổ nó vẫn nhả tiền thôi. Nó vừa nhả này. Kể cả lúc hòa bình trước nó vẫn nhả. Nó đang nhả tiền cho mình này. Nó nhả bình thường. Không thể lấy bọn này, bọn anh thuê này. Usfu có 400 quân nên bọn nó cũng không dám đánh. Còn cái này sẽ hơi tốn quân đấy. Ồ, nó đang hết lương. Còn nó đang hết lương. Quân nó đang tụt. Công luôn đi. 90 thằng trong này. Có lẽ đánh tay auto dễ chết nhiều lắm. Tứ bể thọ địch. Bây giờ phải giữ cho các chư hầu có thời gian phát triển. Thế là mình cũng phải gọi chư hầu đi đánh nhau nhiều lên tí. Bây giờ không gọi lính đánh thuê nữa. Bởi vì gọi lính đánh thuê thì chư hầu nó sẽ ít được cọ sát. Nó không lên level. Bắn đau thế. Mẹ có 90 thằng thôi mà bắn lắm lắm đấy nhỉ. Clear. Clear. Anh em nào mà đăng ký hội viên thì nhớ vào Discord nhé. Thì trong Discord thì sẽ được cấp quyền trong đấy nữa. Thay đổi cấp độ mở tôi cũng không biết nữa. Shop. Để ít thú binh bán bớt đi. Trao lại cho Sanada. Trăm quân tiếp tục tiến lên, đánh nhiều thế không biết là thằng này lên level chưa. Đấy, tỉ bà rồi đấy, đùa đâu, đánh nhiều lên. Tỉ bà cung cấp cho tôi được 3 đạo rồi đấy. Đấy, thế được một thằng nữa đây, vào luôn. Sanada cung cấp cho tôi thêm một đạo nữa, 700 quân lên. Ban thưởng cho Sanada. Thầy này. Anh em ta đâu? Lại tiến lên tiếp. Thao binh luyện tướng với chư hầu. Đánh cho con giặc mẹ khiếp vía thôi. Không vào đây không nó đôn mẹ nết mẹ lính này. Chúng ta sẽ đánh tiếp vào. À, Hideyoshi mang quân ra đây đánh à? Được. Chúng ta sẽ đánh vào đâu nữa đây? Orania. Thành này 600 quân. Đánh xuống Orinia hay là đánh sang bên này, đánh sang bên này đi. Cái thành này cho Sanada tiếp, Adnostica cho thành này. Thế thì mình sẽ chiếm caster này. Cái caster này mà Hideyoshi chiếm được thì cũng sẽ cho Adnostica này. Adnostica sẽ là tử tước nắm giữ Adnostica, chiếm và hai cái thành caster này. Sanada Clan sẽ nắm giữ thành này, hai caster này vào cái thành này. Thế thì mình sẽ chia quân đánh sang cái caster này. Công tiếp Orina hơi căng. Được rồi, hút quân nó ở đây. Có vẻ như đạo kia bị đánh tan rồi. Đạo Hideyoshi hình như bị bắt rồi. Chắc đục rồi. An chú cứ lo phát triển ở đấy đi. Tí thằng Mông Cổ nó đánh giờ đây. Sửa chữa gia cố tường thành. Thành biên giới này. Chốt chặn với Mông Cổ. Những hoàng đang dồn quân sang đây rồi. Chúng ta chỉ còn duy nhất đạo chủ lực này thôi. Đạo lính phụ kia bị đánh tan rồi. Đạo chủ lực này mà bị bắt thì coi như là chúng ta mất quân chủ lực. Bọn kia nó sẽ lấy thành của mình rất là đơn giản. Đạo chủ lực luôn luôn là phải giữ. Đạo này mà mất thì lúc luyện lại quân được cái tinh nhuệ như này rất là lâu. Để đội quân chúng ta luyện bao nhiêu lâu mới được. Máu chảy đầu rơi. Mà quan trọng nhất bây giờ là phải cho chư hầu luyện cấp, cho đi đánh nhau nhiều với mình mới lên được cấp. Ít nhất phải lên được cấp 4 thì mỗi clan sẽ cung cấp cho mình 3 đạo quân. Thì bây giờ chúng ta mới có thể sơi được bọn nó. Game này chúng ta chỉ cần diệt được Empire thôi là chúng ta victory rồi. Hiện thông báo victory rồi. Empire là đế quốc, không đội trời chung. Quân mẹ không thấy một thằng nông dân nào. Đây loại thằng nông dân này. Đúng rồi, hoàng đế phải bảo vệ và được bảo trợ của các chư hầu chứ. Chop, lại được chop. Đéo chịu hòa. Căng nhỉ. Thế thì ra chiến trường chơi nhau bọn nó. Nhét quân vào đây đã. Còn nó không lên cấp được, nhét vứt hết ra ngoài. Mình lập quân. Rồi 700 đánh 800. Đánh tan quân nữ hoàng ngay đây. Ngay chân thành Lavenia này. Chư hầu chưa có thành thì cho. Từ từ đã. Khi nào có thành thì mới tạo chư hầu. Điểm ảnh hưởng cứ để đấy đã. Anh chơi dễ đéo đâu. Ristic người ta. Chúng ta có một cái chỗ địa hình ok là đấy. Khá gần quân địch. Không, địa hình này cũng không ok lắm. Ồ, đứng lên trên này à? Nhưng mà đứng ở trên này, vấn đề là đứng trên này có bắn được không ấy. Không bắn được à? Không dàn quân được ở trên này. Tôi tái hiện anh em một trận mai phục. Đó, nó sẽ là một trận mai phục. Con giặc sẽ đi vào đây, chúng ta mai phục ở đoạn này. Không biết mà nó có đi lên đây không nhỉ? Để xem địa hình đã. Người ta sợ quân mà nó đi lên đấy. Đi lên đây là trạm cung của mình. Này đứng lùi lại còn nữa nhỉ. Đứng ở trong cái dãy núi này thì lại không nhìn thấy bọn nó để bắn. Chắc là được, chả sao đâu. Cảm ơn Hầu Tước. Ây à, Trung Bùi à. Chào mừng Hầu Tước nhá. À, cái hình đấy là hình hội viên lâu năm. Em phải để lâu năm thì em mới có hình, chứ nó không phải là cấp bậc. Kinh quá nhỉ. Thanh niên hỏi. Trận này lại vinh danh Trung Bùi thôi. Bây giờ tôi đang không biết rằng là bọn nó có đi được lên trên này không. Nếu mà quân bọn nó đứng ở đây thì ngon. Thập diện mai phục. Như tôi đoán là đánh nó chạy lên trên. Bắn. Yep. Oh shit. Bọn nó vẫn còn rất đông, nhưng chúng ta cứ bình tĩnh rồi. Điệt. Còn nữ hoàng chỉ được cái đông nữa. Em tưởng cái vương miệng nhìn cho ngầu, mặt cười. Vương miệng là huy chương cho người lâu năm. Thế nên là nói chung là cái hội viên này các ông không nhất thiết phải đăng ký hội viên đắt tiền quá. Chỉ cần đăng ký cái 60 hoặc cái 30 là đẹp rồi. duy trì trong vòng một thời gian mấy tháng là nó sẽ nâng cấp dần cái vương miện lên. Đúng rồi, con súng mõm còn gì nữa. Chop, lại được chop. Mẹ, quánh trận này căng thế nhỉ. Chúng ta cũng hồi được chóp trận vừa rồi. Vẫn hồi được chóp. Cái caster này không thất thủ. Thành ra quân của chúng ta vẫn nguyên. Nữ hoàng sao rồi? 3.900. Tụt tiền thôi nhưng mà vẫn rất lì lợm. Rồi, cảm ơn Trung Bùi, gọi là người đóng góp vật chất mạnh tay nhất ở cái kênh này. Cảm ơn em. Đa phần tiền donate cũng từ Trung Bùi hết. Trung Bùi là xứng đáng cho vào Discord, là xứng đáng cho làm vương gia vì những đóng góp từ trước đến giờ. Nên tí vào Discord sẽ xét cho làm vương gia. Mấy cái bộ này mặc thì nó không có eo, nhìn xấu. Cái bộ này đẹp, mặc đẹp này. Xem có cái lông thú nào. Đấy, nhìn cái này cho nó. Cái sói này có vẻ đẹp hơn nhỉ. Có vẻ hợp hơn. Cung nữa. Âm 77 mua cái gì bù lại rồi nhỉ? Cái kiếm này ngon không? Kiếm hai tay à? Cũng được. Tôi biết là 70 rồi, tôi đang muốn mua cái gì để bù lại. Thế được rồi. Âm 3. Chả vấn đề. Trượt thật. Ba 800. Mẹ con chó này bắt mình công nạp vẫn quá nhiều. Có gọi thêm quân được nữa không? Được này. Costo và Badu. Theo chậm. Đi cứu viện cái thằng này. Hello cutie pie. Tháng sau có sảnh thì em lên một bậc, cô có thể giảm một bậc anh ạ. Mặt cười. Không, bây giờ nhá, anh bảo nếu mà em chơi hội viên ấy, nếu mà thực sự mà tài chính em mạnh ấy, thì em hãy chơi cái gói 150-200. Còn nếu không ấy, thì em chơi gói 60 thôi. Thì lên dần. Còn nếu mà chơi cái gói kia ấy, mà anh cái hội viên này anh cũng không rõ lắm mà nó có hạ cấp được không? Tức là hạ cấp sau nó có tính là thành viên lâu năm không? Không biết là nó có tính lại không, không biết. Nếu mà nó tính lại thì thế được, thì thích lúc nào thích lên thì lên, lúc nào thích giảm thì giảm cũng được. Ví dụ tháng này chơi 100, tháng sau thì tụt xuống khoảng 30 chẳng hạn. Thì chắc là nó vẫn giữ cái thành viên lâu năm để mà lên cấp. Soldiers! Do horses! Soldiers! Bấm nhầm đã xuống ngựa. Nghĩa là vẫn là member đấy. Ví dụ tháng này em chơi 150 thì tháng sau em chơi 30. Tháng nào em có tiền thì em phải chơi lên. Cái này quan trọng là cái ghi nhận, cái ủng hộ là chính thôi, là thay cho cái donate. Thì với những người đóng góp nhiều thì sẽ được yêu cầu game chơi cùng. Chơi theo content các ông thích. Ví dụ các ông thích chơi content nào đấy thì tôi phải chơi theo. Nhưng mà nếu mà mang lết thì chắc phải như nào đấy. Mấy trăm lính thằng này tinh nhuệ phết nhỉ. Mới xem được 2 năm. Nếu mà mở hội viên sớm thì những ai xem được 2 năm bây giờ là có cái vương miện hoàng đế rồi đó. Em nói về Nguyên ở thật ra anh mở đối viên được lâu rồi nhưng anh lười. Thật ra cái hội viên này là anh mới mở được thôi. Nó mới thông báo cho anh mở hội viên được có tầm 4-5 tháng trở lại gần đây. Nhưng mà anh lười setup. Nói chung anh em thì cần chơi gói 30-60 thôi. Đấy, chơi hai gói đấy thôi là đẹp. Còn ông nào tài chính thật mạnh thì hẳn chơi những gói xịn. Hoặc là chơi theo kiểu tháng này chơi gói này, tháng kia chơi gói khác, kiểu thế. Bây giờ sang đây chiếm cái thành này. Ngon. Giúp nó. Có tí sẽ xét đồ này vào sau. Nhưng mà anh em phải vào. Anh em nào mà vào thì báo danh ở kênh chung ấy, hoặc là chat riêng rồi. Không có quá 10 triệu. Tôi chỉnh lại rồi, 500 là cao nhất rồi. Thật ra anh em nào yêu quý mà nói chung muốn duy trì kênh ổn định ấy thì anh em đóng góp 30.000 đấy, đông một tí thì duy trì kênh nó dễ. Nhưng là tôi duy trì là cũng toàn tập bỏ tiền túi. Ví dụ như là tôi nâng cấp cái Nitro ở Discord để clip EU4 cho các ông xem 60 FPS đi, là tôi cũng bỏ ra tận 2 củ ấy chứ. Tôi bỏ ra 2 củ để cho các ông trên Discord các ông xem livestream, hay là các ông xem tôi stream trên Discord là Full HD. Cũng tăng trải nghiệm. Như là mà anh em ngày xưa xem lag quá là cũng phải nâng cấp cạc lên 3070 cho anh em xem. Hay là thỉnh thoảng ai yêu quý và lâu dài thì đóng góp cho tôi để tôi duy trì kênh. Cũng không phải là khều hay là cái gì cả. Thì cộng đồng cũng không đông thì chả khều, nó cũng chả được bao nhiêu. Tôi mua gói 1 năm, không phải 2 bot mà mua gói 1 năm. Ba không bảy không thì vừa nâng cấp đó, tùy. Nói chung thì cái tiền mà tôi chi ra để làm YouTube thì nó nhiều lắm rồi. Anh em đóng góp được bao nhiêu gọi là cái phần nào đơn, gì còn không bõ bèn thì không phải bảo là tôi làm kinh tế, mở hội viên đã làm kinh tế không có. Bởi vì cái tiền tôi bỏ ra là nhiều lắm rồi, tiền mua game rồi tiền mua máy rồi tiền tăng trải nghiệm cho anh em xem là nhiều lắm rồi. Cái tiền này nó đến hàng trăm rồi, 100-200 rồi, nên là làm kinh tế là cũng không có. Mình thật cật, nhưng mà kể ra ấy, nếu mà làm kiếm được tiền từ đây mà đủ sống là cũng sướng đấy, cũng được đấy. Nhưng mà nói chung là hơi khó, cộng đồng game chiến thuật của mình nó hơi ít, hơi bé. Nó chỉ được vậy thôi, niềm vui thôi. Hai bot nhưng anh chơi gói 1 năm em. Anh không chơi gói tháng, chơi gói 1 năm, chơi lom rom chơi làm gì. Thế là kênh Discord ấy, anh em nào mà clip game thì có thể clip trên kênh đấy. Clip trên đấy nó được Full HD. Tôi share quyền cho mà clip. À, như ai cũng được. Hiện tại như ai cũng clip được hay sao? Nó không nhầm mà tôi đang share quyền ai cũng clip được. Ơi, anh muốn đi ra bị công. Cứu ngay. cứu tướng yêu. Up mấy cái pơ giảm cái điểm ảnh hưởng khi gọi quân, đỡ tốn hẳn. Rồi bây giờ mới dựng hàng rào à? Mày chết đi. À, chẳng. Thì cứ từ từ đứng đây đợi. Chăn củi đó thì... Em đưa game mà chả con nào còn thì em nói chuyện zoom lên, em nói chung em clip ở trên kênh Discord ấy. Thì sẽ có anh em vào xem. Kênh nào em phải clip ở Discord của MrLazy chứ, em clip Discord nào này. 800 như vậy là mình thế công rồi, trận này là mình thế công rồi, đúng vậy. Đấy, chả địa hình không ủng hộ mình rồi. Sao lại có cái cầu kia nha, quân địch ở bên sông à? Discord hiện tại là trung bình số lượng người online là nói chứ từ lúc em theo dõi anh cũng gần được 2 năm rưỡi rồi anh ạ. Nhanh quá anh nhỉ. Ừ, nhanh đấy, 2 năm rưỡi rồi cả. Chịu nhỉ. Thôi cố gắng anh em mình gây dựng lên cộng đồng game chiến thuật cho nó đông đảo tí. Cái tựa game này, cái series, cái thể loại này Việt Nam là kén người chơi. Rất là những cái tựa game như này nó rất là hay nhưng nó không được phổ biến. Lá cờ đầu. Bạn có tới được không nhỉ? Cao hết. Anh tính chơi xin tiếp không? Không. Ngày xưa Quốc chuồng rủ nhưng mà tôi thấy game đấy chả hay lắm. Nên tôi chả chơi. Bây giờ công việc khó nhất của băng sông. Gần 200k. Ok. Sông này nó căng đấy. Đi xuống. Sừng ngay đây. Băng sông là hơi thiệt hại đấy. Binh của mình bị quét rồi. Là chết nhiều hơn bình thường, chứ bình thường không được chết nhiều như này rồi. Bộ binh của mình chết nhiều quá. Lại cái hình cũng nặng thật. Hồi giáp ba từ thời Tống nào rồi. Má trận này không biết có thu được chop không. Mẹ mình cơn mưa tướng à, không thu được chop rồi. Vãi cả Riot Kingdom. Game mobile đấy á. Mình còn đang quá nhiều ngựa không nhỉ? Không, trừ lại cái đây kia bị thương 200 lính à, vẫn 3.000 tiền à, trong khi mình bắt bao nhiêu tướng của nó thế. Ba trăm quân. Cái đó là cái LAN thì lâu lắm rồi. Cái tính tình ngày xưa là tôi chơi thì sẽ là Summon War. Ai biết siêu Summon War không? Game đấy chiến thuật phải đái. Mình chơi game đấy phải 3 năm. Game mà không hút máu. Cân bằng. Việt Nam mình cũng đi đấu giải mấy lần. Quân nữ hoàng đánh cho tơi tả mà vẫn chưa chịu đầu hàng. Úi dồi. Bắt được rất nhiều tướng đó rồi. Lại caster cái bị công 800 điểm ảnh hưởng rồi. Ban bố một số luật giúp cho dư hầu ấy đi. Có một cái luật đây, caster up rẻ hơn 20%. Hỗ trợ trừ hầu tí. Ở clan Tiên 5 thì chúng ta sẽ được 0,5 ảnh hưởng mỗi ngày. ảnh hưởng khi mà gọi những cái clan thấp hơn mình vào trong quân đoàn nó sẽ được, nhưng mà nó sẽ tăng lên 20%. Không cần thiết. Military quality insert 10%. Hello cutie pie. Anh nhớ cùng y đi đến 60 tuổi mới nghỉ hưu nha anh, mặt cười. Ok anh em ơi. Không hứa trước được. Biết thế rồi. Security insert 1. Thuế của các tower giảm 5%. Cái này khá to cho chư hầu. Sắp tới mà tôi lấy vợ thì không biết thế nào anh em. Thu nhập từ YouTube nó không cao. Phụ nữ thì thường người ta không thích. Đàn ông chơi game vì nó trẻ con. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi đánh giá chơi game mà lành. Cá nhân tôi đánh giá chơi game mà lành. Lành hơn là mấy cái kia, mấy cái tệ nạn kia. Nhưng mà kiểu như là nó vẫn là một cái gì đó. Đâu rồi, thằng nào đâu rồi? Thằng nào vừa công ở đây? Đánh nhau khá kiệt quệ rồi đấy. 2k6 không được, chúng ta không thể để nữ hoàng thấy được. Ồ, nữ hoàng bị đánh à? À, Hanzo cắn trộm nữ hoàng à? Thế thì chúng ta cắn cái pháo đài này. Nữ hoàng yếu lắm rồi, tôi bắt được rất nhiều tướng rồi, 16 tướng. Liên miên. Mà nữ hoàng đòi tiền rất là chát nhé. Đòi lúc nào 6-7k. Mày nó cậy nó mạnh mà. Ồ, Hứa Xin đổi chủ rồi kìa. Gông lên. Hứa Xin Xuân Long chết rồi. Mấy nước Empire kiểu rất là láo tuét nhé. Mua hay mà. Ngày xưa chơi nó không có auto đâu. Ngày xưa chơi không có auto, toàn phải bấm tay à. Bây giờ nó còn có auto đấy. Ngày xưa tôi chơi không có. Rồi, công hạ thành này đi. cho tử tước của chúng ta. Mà kia này bắt đầu thành cái kiểu kiếm này dài phết. Đau. Cùng bắn tốt đấy, cùng điểm trợ tốt đấy. Mới bay 1,5 củ mua con RAM, mua nâng cấp cho con laptop á. Nghẽn giao thông rồi bạn ơi. Mày em cấu hình là như nào? Mày vẫn mua laptop à? Hay là mày mua máy bàn? Laptop thì nói chung mạnh chỉ được thời gian đầu thôi. Chơi nó vẫn nóng, sót. Anh chơi game mà chả thích chơi laptop lắm. Máy bàn mà chơi fuck you. Ngày xưa anh đi làm thì máy làm việc riêng, mà máy chơi game riêng. Máy làm việc thì thường là không cài cái gì về game cả. Kiếm này cũng hơi vướng đấy. Nó dài cũng ngang ngửa cái mà cái giáo của mình. Quân mình bắt đầu hỗn tạp rồi đấy. Đánh nhau nhiều quá, chưa về nhà để cân bằng mọi thứ được. Cái này có gì được không? Nhiều. Game về Marmalade thì không thiếu content. Quan trọng là nó, cái mode nó có ổn định không ấy. Tay này không bị đánh. Chúng ta có thể ra đây để lấy thành cho Sarada. Đánh nhau liên miên, nữ hoàng thì ly lợm 2009, đỡ chịu nhà thì phải đánh cho tiếp. Oh shit, hai thằng này. Thằng này thì có thành rồi, Miroshi có thành tích ở dưới rồi. Tại sao mình lại không cho được? Ở đây hòa, hòa với Sun Empire. No. Hòa như thế chúng ta sẽ bị trả tiền. Thì các chư hầu thôi cũng được, hòa đi. Cho các chư hầu nghỉ, bởi vì cái này tuy là 2.000 tiền nhưng mà bị chia ra rất nhiều người. Với lại mình gánh là chủ yếu. Đây là chắc là ok. Để cho mọi người giải tán phát triển tí đã. Không, mọi người không phát triển được. Chấp nhận trả ít tiền như vậy. Mẹ là chúng ta tạo thêm một chư hầu nữa nhưng mà hết thành rồi. Thì chắc cứ tạo thêm một chư. Oreo Castle này. Cho cái thằng thì mình tạo người mình cứ lấy cái thành này. Xong rồi mình cho cái thằng kia. Lấy cái Castle này. Xong rồi cho thằng này. Cho Tubi. Cái này gì? Olista Castle. Đó. Con vợ em mà không đập con láp. Mà chơi game thì mày phải cân đối tí. Chơi game quên cả vợ cả con. Thì nó chả đập. Đánh trận cái là auto dầu. Tier 6 chưa? Đánh mãi chưa lên tier 6. Bao giờ chém ăn rồi, mãi chưa chém được. Đi để vào một tuyển quân này. Có cả mốt Star Wars Marlet nhưng mà trên nền Star Wars bắn súng laser mà bùm bùm luôn. Marlet này bọn nó làm mốt vãi cả đài. Ba 300 quân nòng cốt này của mình tinh nhuệ lắm. Party này là đang để xông xáo. Cái pơ nào là thêm cho tôi một slot quân nữa nhỉ? Đây, một party này. Lên pơ này. Mãi chưa lên được cái pơ này à? 256 điểm pơ, 6 điểm nữa mà chưa lên được. Có cái pơ này chúng ta sẽ thêm được một party nữa. Chúng ta thêm được party nữa thì Devana này, Aragai này, Yukino này. 1, 2. Thì Devana mình phải cho ra làm một quân đoàn nữa. không cần thành caster vẫn tạo được chư hầu bình thường. Nhưng mà tôi đang muốn phải cho một cái thành to. Hello, cutie pie. Thôi em đi ngủ sớm đây chứ không con vợ em đập cái máy này nữa thì toang. Chúc anh với anh em buổi tối vui vẻ. Ok em ơi, máy lên. Đi ngủ đi. Vãi cả lìn thật. Arcalat chưa có thành để cho. Muốn cho cái thành ấy còn yên ổn. Thằng Hanzo là cứ auto đánh nhau với thằng bọn này. Không dứt được, nhưng mà nó được tuyển nhiều đánh thuê thế. Hứa Xin chuẩn bị là mình cũng phải cắt với Hứa Xin đi. Chiếm toàn bộ Trung Quốc. Rồi thôi ok, tạm biệt chúng ta từ đây thôi nhỉ. Anh em những buổi clip tiếp theo mà lên chắc chỉ clip 2 tiếng thôi, tầm 2 tiếng hơn thôi. Anh em xem nay nút subscribe cho được của mình. Và hẹn anh em tập tiếp theo trong series Nước Trung Học Kịt này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.